Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 30 đô tập cần bull nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn nhấn link xuống link mô tả dưới video mở đường phòng. Video đầu tiên follow Twitter. Trên Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bấm bắt đập lên. Sau đó các bạn like và tweet tăng 3 người bạn vào nữa. Các bạn like này các bạn chỉnh dẫn cái tweet như thế nào, các bạn tăng 3 người bạn mình vào nữa, là tweet lên nữa, tag like nữa, sau đó các bạn đập lên tin phong nữa, rồi các bạn join vào kênh Telegram group channel luôn các bạn. Trên kênh Telegram các bạn join vào nè, sau đó bạn đập lên nè, chuyển tiếp kênh seller nè. Rồi sau đó các bạn mới đập lên. Rồi dòng đầu tiên các bạn khai báo thôi các bạn. Username Twitter các bạn điền username Twitter các bạn vào nữa. VNH9. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username Telegram các bạn, thì bạn mở Telegram bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào setting, copy username mình. Năm số 2, 3, 4, 5. Tiếp tục bạn gọi là link retweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn, là tweet nè. Rồi gọi là support nè. Rồi vào liên phong nè. Tiếp tục các bạn gọi địa chỉ BNB xe máy trên bếp 20.90 cho tất cả bạn nha các bạn. Rồi các bạn gặp hơn này thì các bạn điện giúp mình ở cộng anh 5 số 2 nha các bạn. Mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn nè. 4 5. Rồi tất cả bóng gỡ đã xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 30 đô tục cần bull đến từ sáng Bull Protocol Network, đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.